Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Các cuộc thăm dò dư luận trên toàn quốc và tại những bang chiến địa của Mỹ cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris tiếp tục gia tăng sức mạnh trước đối thủ Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Cụ thể, theo kết quả khảo sát công bố ngày 9 tháng 8 của 538, một trang web phân tích thăm dò ý kiến hàng đầu, bà Harris đang tạm dẫn trước ông Trump 2,1 điểm về tỷ lệ ủng hộ của cử tri trên toàn quốc. Tính trung bình tại các bang còn dao động, nữ ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ đang dẫn trước 2 điểm ở Michigan, 1,1 điểm ở Pennsylvania và 1,8 điểm tại Wisconsin. Cựu tổng thống Cộng hòa Trump dẫn trước chưa đến 0,5 điểm ở Arizona và 0,5 điểm tại Georgia. Tại các bang chiến địa không có đủ cuộc khảo sát để tính điểm trung bình, ông Trump dẫn trước khoảng 3 điểm ở Bắc Carolina và hai ứng cử viên ngang bằng nhau ở Nevada. Đáng chú ý tại Nevada, các cuộc khảo sát gần đây của CBS và Bloomberg cho thấy bà Harris dẫn trước 2 điểm, trong khi tờ Nevada Independent ngày 9 tháng 8 đưa tin nữ phó tổng thống hơn đối thủ tới 6 điểm tín nhiệm trong một cuộc thăm dò mới. Theo báo Guardian, bà Harris, 59 tuổi, đã thay đổi cuộc đua vào Nhà Trắng kể từ giữa tháng 7 khi Tổng thống Joe Biden, 81 tuổi, cuối cùng đã nghe theo lời kêu gọi từ chính Đảng Dân Chủ của mình để từ bỏ tái tranh cử và nhường chỗ cho một ứng viên trẻ hơn đối đầu với ông Trump, 78 tuổi. Ông Biden đã công khai ủng hộ nữ phó tướng thay mình đấu chung kết với gương mặt đại diện Đảng Cộng Hòa. Chuyên gia Amy Walter thuộc Tổ chức Nghiên cứu Phi Đảng Phái Báo cáo Chính trị CUP phát biểu với hãng thông tấn PBS vào ngày 8 tháng 8 rằng trước khi bà Harris ra tranh cử Tổng thống, ông Biden đã tụt lại phía sau đáng kể, không chỉ ở tỷ lệ ủng hộ trên toàn quốc mà còn ở những bang chiến địa, ví dụ như gần 6 điểm ở Georgia và Nevada. Bà Walter nói, hiện giờ, trong thời gian bà Harris tham gia cuộc đua, bạn đã thấy những con số đó thay đổi khá đáng kể về phía nữ chính khách này tới 4 đến 5 điểm ở những bang chiến địa. Điều này phản ánh những gì chúng ta đang thấy trong các cuộc thăm dò toàn quốc. Tuy nhiên, chuyên gia này lưu ý, xu hướng trên không biến những bang chiến địa từ ủng hộ ông Trump thành ủng hộ bà Harris, thay vào đó nó ám chỉ cuộc đua không còn nghiêng về ông Trump như hồi cuối tháng 7 nữa. Và đó là lý do tại sao giới quan sát gọi cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 là cuộc đua ngang tài ngang sức. Thượng nghị sĩ J.D. Vance, ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa, đang tăng cường chỉ trích thống đốc Minnesota Tim Walz, ứng viên phó tổng thống của Đảng Dân Chủ, về binh nghiệp của ông, cáo buộc ông trốn tránh nghĩa vụ quân sự ở Iraq khi rời lực lượng vệ binh quốc gia và tranh cử vào Quốc hội năm 2005. Ông Walz cũng cáo buộc ông Walz khai man rằng ông đã phục vụ ở vùng chiến sự trong thời gian làm việc tại lực lượng vệ binh quốc gia. Ông Walz nghỉ hưu 2 tháng trước khi đơn vị của ông nhận lệnh triển khai đến Iraq. Binh nghiệp 24 năm của ông Walz là một trong những yếu tố có thể giúp bà Harris tiếp cận thêm các nhóm cử tri. Ngược lại, các đối thủ của họ ở Đảng Cộng Hòa đang cố gắng khắc họa ông Walz là một người theo chủ nghĩa tự do lạc hậu. Cả hai ứng cử viên phó tổng thống Walz và Vance đều là cựu binh. Ông Walz tham gia chiến dịch tranh cử và đắc cử vào Quốc hội tháng 11 năm 2006. Tại cuộc vận động ở Michigan ngày 7 tháng 8, ông Vance đã cáo buộc ông Walz từ bỏ đơn vị của mình trước khi đơn vị này được điều đến Iraq năm 2006. Ông Walz đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Bầu cử Liên bang để ứng cử vào Quốc hội vào ngày 10 tháng 2 năm 2005. Vào tháng 3 năm 2005, sau khi lực lượng vệ binh quốc gia tuyên bố có thể triển khai lực lượng đến Iraq trong vòng 2 năm, nhóm vận động của ông Walz đã đưa ra tuyên bố rằng ông sẽ tiếp tục tranh cử. Các quân nhân thường nộp hồ sơ giấy tờ xin nghỉ hưu nhiều tháng trước ngày nghỉ hưu, không rõ ông Walz có nộp giấy tờ xin nghỉ hưu khi nào. Nhóm hỗ trợ bà Harris chưa đưa ra câu trả lời cho câu hỏi về thời điểm ông Walz nộp giấy tờ xin nghỉ hưu. Ông Walz cũng chỉ trích việc ông Walz khẳng định đã phục vụ ở vùng chiến sự, cho rằng vị thống đốc này không trung thực với những phát biểu của mình về thời gian trong quân đội. Phát ngôn viên của lực lượng vệ binh quốc gia Minnesota cho biết, ông Walz làm nhiệm vụ cùng lực lượng vệ binh quốc gia Minnesota ở Vincennes vào tháng 8 năm 2003 như một phần trong hoạt động hỗ trợ cho chương trình của Mỹ tại Afghanistan. Ông không đến Afghanistan, Iraq hoặc vùng chiến sự nào trong thời gian phục vụ quân đội. Ông Walz đã phục vụ 4 năm trong thủy quân lục chiến với tư cách là phóng viên nhập ngũ. Ông được điều đến Iraq một lần trong khoảng 6 tháng. Theo hồ sơ quân sự của ông rời quân ngũ vào tháng 9 năm 2007 với cấp bậc hạ sĩ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean đã phản bác lại những chỉ trích của ông Walz khi được hỏi về điều này. Ông ấy nhập ngũ khi mới 17 tuổi để phục vụ đất nước. Ông ấy đã là một phần của lực lượng vệ binh quốc gia trong 24 năm. Ông cũng từng là giáo viên trung học, phải không? Một huấn luyện viên trung học nữa, người lớn lên trong một thị trấn nhỏ ở Trung Tây. Tôi hiểu lịch sử của ông ấy đã tự nói lên tất cả, con người ông ấy cũng đã tự nói lên tất cả. Hồ sơ của ông ấy cũng tự nói lên tất cả, tôi sẽ không nói thêm điều gì ngoài điều đó.
Ngày 8 tháng 8, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump bất ngờ tuyên bố ông sẵn sàng tranh luận với đối thủ Kamala Harris của Đảng Dân Chủ 3 lần trong tháng 9 tới trên các nền tảng truyền hình khác nhau. Phát biểu họp báo tại tư dinh ở Palm Beach, bang Florida, cựu Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn tổ chức các cuộc tranh luận vào ngày 4 tháng 9 trên kênh truyền hình Fox News, ngày 10 tháng 9 trên đài NBC News và ngày 25 tháng 9 trên đài ABC News. Tuy nhiên, ông không đưa ra các điều khoản cụ thể, chẳng hạn như liệu có khán giả hay không và không rõ liệu đội ngũ vận động tranh cử của ông có đưa ra đề xuất gì với phe của bà Harris hay không. Cuộc họp báo nêu trên là lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông Trump kể từ ngày 6 tháng 8, khi Phó Tổng thống Harris công bố quyết định lựa chọn thống đốc bang Minnesota, ông Tim Kaine, làm người đồng hành tranh cử với bà. Về phía Phó Tổng thống Mỹ, bà Harris cũng đã xác nhận việc tham gia cuộc tranh luận trên đài ABC News, đồng thời thể hiện sự sẵn sàng cho các cuộc tranh luận tiếp theo. Bà Harris tuyên bố, "Tôi vui mừng vì cuối cùng ông Trump cũng đồng ý tranh luận vào ngày 10 tháng 9. Tôi hy vọng ông ấy sẽ xuất hiện đúng hẹn. Tôi cũng sẵn sàng thảo luận về các cuộc tranh luận bổ sung sau sự kiện của ABC." Trước đó, đội ngũ vận động tranh cử của bà Harris đã bác bỏ đề xuất của ông Trump về việc tổ chức cuộc tranh luận trên kênh truyền hình Fox News vào ngày 4 tháng 9 tới đây. Trong tuyên bố, đội ngũ vận động tranh cử của bà Harris nhấn mạnh đối thủ Trump cần ngưng chiêu trò và xuất hiện trong cuộc tranh luận đã cam kết vào ngày 10 tháng 9. Phó Tổng thống Harris sẽ ở đó bằng mọi cách để nắm bắt cơ hội phát biểu trước khán giả toàn quốc vào giờ vàng. Bà cũng sẵn sàng thảo luận về những cuộc tranh luận tiếp theo sau cuộc tranh luận mà cả hai chiến dịch đã nhất trí. Thưa quý vị, trong cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, việc Phó Tổng thống Kamala Harris chọn Thống đốc Minnesota Tim Walz làm người đồng hành tranh cử đã tạo ra nhiều sự chú ý. Theo ông Hussein Aibish, học giả cao cấp tại Viện các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập, sự lựa chọn này không chỉ phản ánh sự tự tin mạnh mẽ mà còn thể hiện một chiến lược rộng lớn nhằm mở rộng sự ủng hộ trên toàn quốc. Tuy nhiên, quyết định này dù đầy táo bạo cũng mang theo một số rủi ro. Việc bà Harris chọn ông Tim Walz thay vì thống đốc bang Pennsylvania, Joshua Shapiro, thể hiện một chiến lược tổng thể hơn là chỉ tập trung vào việc giành chiến thắng ở một bang quan trọng. Pennsylvania hiện đang là một chiến trường tranh cử giữa bà Harris và đối thủ cạnh tranh từ Đảng Cộng hòa Donald Trump. Ông Shapiro vốn nổi tiếng ở Pennsylvania có thể mang lại lợi thế chiến thuật lớn cho bà Harris ở bang này. Tuy nhiên, bà Harris đã quyết định chọn ông Tim Walz. Theo tờ Wall Street Journal, điều này cho thấy bà không chỉ quan tâm đến việc đạt được 270 phiếu đại cử tri đoàn, mà còn phản ánh mong muốn kết nối với cử tri trên toàn quốc thay vì chỉ tập trung vào những bang chiến trường. Ông Walz nổi bật với phong cách giao tiếp giản dị và mạnh mẽ, phù hợp với chiến lược của bà Harris nhằm mở rộng sự ủng hộ ở các khu vực khác ngoài Pennsylvania. Một lý do quan trọng khác khiến bà Harris không lựa chọn ông Shapiro là lo ngại về quan điểm chính trị của ông này liên quan đến cuộc xung đột ở dải Gaza. Ông Shapiro đã công khai chỉ trích những người biểu tình phản đối chiến tranh và thể hiện sự ủng hộ không lay chuyển đối với Israel. Điều này có thể gây ra sự chỉ trích từ các nhóm bên trong Đảng Dân Chủ, đặc biệt là trong bối cảnh bà Harris đã kêu gọi ngừng bắn và bày tỏ mối quan ngại về tình hình của thường dân Palestine. Việc chọn ông Shapiro có thể mở lại những vết thương đã lành và làm giảm sự ủng hộ từ các cử tri cấp tiến. Trong khi đó, ông Walz, người từng kinh qua quân đội và trải qua hai nhiệm kỳ làm thống đốc bang Minnesota, đã xây dựng một thương hiệu độc đáo. Ông Walz nổi bật với cách giao tiếp mộc mạc và dễ gần, thường sử dụng ngôn từ giản dị để kết nối với các cử tri vùng Trung Tây. Do đó, sự lựa chọn ông Walz phản ánh mong muốn của bà Harris trong việc mở rộng sự ủng hộ trên toàn quốc, không chỉ giới hạn ở một khu vực cụ thể. Có thể nói, sự lựa chọn Tim Walz cho thấy bà Harris đang thực hiện một cách tiếp cận táo bạo, không những nhằm thu hút sự ủng hộ của các cử tri ở Trung Tây, nơi mà Đảng Dân Chủ từng có ảnh hưởng lớn, mà còn là một thông điệp chiến thuật và biểu tượng của sự kết nối với các tầng lớp cử tri khác nhau trong xã hội. Tuy nhiên, sự lựa chọn ông Tim Walz không phải là không có rủi ro. Việc ông Walz được lựa chọn thay vì Thống đốc Shapiro có thể là một bước đi bất ngờ trong mắt nhiều người, đặc biệt là khi so sánh với những ứng cử viên tiềm năng hàng đầu như ông Shapiro. Vì vậy, việc lựa chọn ông Walz có thể không đảm bảo sự hỗ trợ cần thiết ở khu vực mà bà Harris đang cố gắng thu hút. Điều này cũng có thể dẫn đến sự chỉ trích từ các nhóm bên trong Đảng Dân Chủ về việc không tận dụng lợi thế từ một bang quan trọng như Pennsylvania. Nếu bà Harris không giành chiến thắng tại Pennsylvania, một bang chiến trường, thì quyết định lựa chọn ông Walz có thể trở thành một câu hỏi lớn về chiến lược của chiến dịch tranh cử. Ngoài ra, ông Walz, mặc dù có phong cách dễ gần và dễ hòa nhập, có thể không tạo ra ảnh hưởng lớn ngoài Minnesota. Minnesota, nơi ông Walz đứng đầu, đã không bị cạnh tranh gay gắt từ Đảng Cộng Hòa kể từ năm 1972. Nếu chiến dịch của bà Harris không thu hút được sự ủng hộ cần thiết ngoài bang Minnesota, điều này có thể là một yếu tố góp phần dẫn đến sự thất bại tiềm tàng của bà Harris.
Sau một thời gian cân nhắc, cuối cùng vào ngày 6 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris xác nhận Thống đốc bang Minnesota Tim Walz là người liên danh tranh cử với bà trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới đây. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Harris đã thông báo về sự lựa chọn này trong tin nhắn văn bản gửi đến những người ủng hộ. Rất vui khi chia sẻ rằng tôi đã đưa ra quyết định của mình. Thống đốc Minnesota Tim Walz sẽ tham gia chiến dịch vận động tranh cử với tư cách người liên danh của tôi. Tim Walz là nhà lãnh đạo đã được thử thách và có thành tích đáng kinh ngạc trong việc hoàn thành mọi việc cho các gia đình Minnesota. Tôi biết rằng ông ấy sẽ mang nguyên tắc lãnh đạo đó đến với chiến dịch của chúng tôi và đến văn phòng phó tổng thống. Về phần mình, ông Walz đã đăng trên tài khoản mạng xã hội X cá nhân. Tôi xin ủng hộ hết mình. Phó Tổng thống Harris cho chúng ta thấy lòng tin về những điều có thể. Nó khiến tôi nhớ lại một chút về ngày đầu tiên đi học. Theo các chuyên gia, Đảng Dân Chủ hy vọng cựu giáo viên này có thể giúp họ giành được ủng hộ từ các cử tri vùng nông thôn. Giáo sư Jennifer Victor tại Đại học George Mason của Mỹ phân tích với Al Jazeera rằng ông Walz là một lựa chọn thú vị và nhiều người Mỹ có thể chưa từng biết đến ông trước ngày 6 tháng 8, khi thông tin ông trở thành phó tướng của bà Harris gây chú ý trên truyền thông. Giáo sư Victor đánh giá ông Walz có phong thái miền Trung Tây Mỹ, dễ gần. Bà Victor nói, có vẻ như Phó Tổng thống Harris đã chọn ông ấy vì những phẩm chất tích cực mà bà ấy cho rằng có thể hấp dẫn hơn đối với những cử tri dễ đổi ý. Được biết, ông Walz, 60 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thị trấn nhỏ Valentine ở Nebraska. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông gia nhập vệ binh quốc gia và phục vụ trong lực lượng này 24 năm. Công việc này khiến ông đến được nhiều địa danh ở Mỹ và còn được điều động đến châu Âu. Ông cũng từng làm giáo viên, đầu tiên là nước ngoài tại Trung Quốc và sau đó trở về Mỹ. Tại các tiểu bang Nebraska và Minnesota, nơi ông huấn luyện đội bóng bầu dục của trường trung học giành chức vô địch tiểu bang. Trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2019, ông Walz đại diện cho khu vực Minnesota tại Hạ viện Mỹ. Khi đó, ông còn là thành viên cấp cao trong Ủy ban Cựu Chiến binh. Năm 2018, ông thắng cử thống đốc bang Minnesota. Với vai trò thống đốc, ông đã đi đầu cho một số chính sách tiến bộ tại Minnesota. Ví dụ như bảo vệ quyền phá thai, cung cấp bữa ăn miễn phí tại trường học cho tất cả trẻ em, đặt mục tiêu giải quyết biến đổi khí hậu, cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu và mở rộng chế độ nghỉ phép có lương cho người lao động bang. Trong một cuộc phỏng vấn với đài MSNBC của Mỹ, ông Walz đã gọi ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump là người liên danh tranh cử của ông, J.D. Vance, là kỳ lạ. Cụm từ này được chiến dịch tranh cử của bà Harris, mạng xã hội và các nhà hoạt động Đảng Dân Chủ sử dụng. Ông còn chỉ trích tuyên bố của cựu Tổng thống Trump và Phó tướng Vance về việc họ xuất thân từ tầng lớp trung lưu. Cách tiếp cận đó đã gây được tiếng vang với những cử tri trẻ mà bà Harris cần. Anh David Hogg, người đồng sáng lập tổ chức do sinh viên dẫn đầu phong trào March for Our Lives, ủng hộ kiểm soát súng đạn, mô tả ông Walz là bậc thầy giao tiếp. Dường như chiến dịch tranh cử của bà Harris hy vọng thâm niên của ông Walz trong lực lượng vệ binh quốc gia cùng với thành công trong vai trò huấn luyện viên bóng đá trường trung học sẽ thu hút các cử tri ở nông thôn. Theo Pew Research, trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Trump giành được 59% phiếu bầu của cử tri nông thôn. Vào năm 2020, con số đó đã tăng lên 65% mặc dù ông Trump đã thua cuộc. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!